chúc gia đình nhà ta sang năm mới mạnh khỏe, một cái quay như các bài cháu bà mới cả. Thôi, đi ra mà ngồi đi. Chị ơi, ngồi xem. Đủ chén nước đi thế nào? Vội vàng thế nhỉ? Cái này chỉ mới sửa lại à? Mình tìm có thể sửa gì đâu. Đã bảo bắt cam rồi, làm hai bữa cơm. Mình tắt đầu nguồn thì kể thôi. Anh ơi, không. Bây giờ phái đoàn đang di chuyển lên trên nhà bà Hát. Sau đó là phái đoàn sẽ đi xuống dưới Nam Định để thăm nhà bác Trạng. Và hôm nay thì em Thùy em lái xe đường phái đoàn đi chơi Tết. Đây là cháu nhà, chắc là năm ngoái, thăng Long, bắt là
được không? Đoàn bây giờ đang di chuyển đến nhà cậu Cẩm Bà Huệ để thăm bà. Đấy, thế đây, bà đây, xem là ai đây? Sư giáo, sư giáo. Nhớ đọc rồi. 100 mấy rồi, mà thông minh quá. Úi dồi ôi, cô ơi, cô, năm nay 100 mấy? 102. Đấy, nhớ chưa? Sướng chứ, mấy ai coi là thọ được hơn 100 mà đầu óc lại minh mẫn như này thì không đi được. Ố thì đến cái tuổi này không đi được, nhưng mà vẫn nghe được, vẫn hiểu được, vẫn nắm bắt được thông tin coi như là khắp nơi. Dần dần nhanh hơn, nhưng mà bọn chỉ chuyện hết các chuyện như lần này chậm hơn. Cậu mới cắt tóc. Dài dài. Sống mà có đi lại đến với chứ. Vâng. Thế hôm nay là Tế. Chúng cháu là con cháu của ông Quyền. Các chị ơi. Đấy. Thôi con lại đi đi. Chúc Tế cô sang năm mới mạnh khỏe này. Minh mẫn này. Càng ngày càng khỏe chứ. Trời trẻ. Cái thứ nguyên thế này cũng được. Và chào mới nha. Cháu lên cho mừng tuổi bà nhá. Vâng. Để cho cháu con nhá. À. Cho bà. Đỡ bà. Tần được để ghi hình. Quay đây cháu, cái này là được rồi. Đây cháu mừng tuổi bà nha, bà sống lâu nha, trẻ sống lâu. Đấy, đây cháu thu đi nha. Ô. Bà ơi. Con nhà Thủy đấy. Đây là ai? Con nhà Thủy đấy. Con nhà cháu đấy, bà Tầm Thủy đấy. Bà Thủy đấy. Vâng. Thế còn ai đây? Hai cô nha. Ai? Cô mạnh khỏe nha. Sống luôn. Này chúc mừng cho chào hết tiếp ơi. Có ai được thọ thế mà. Cháu mừng tuổi con gái nhà cái Thoa đấy. À. Vâng, cô con rể rồi đấy. Cháu cũng mừng tuổi cô ạ. Đấy, con trai nhà con dâu nhà Thoa Bu. Thoa đấy. Và Thoa mình Thoa Bu với con Tân đấy. Vâng. Bay bộ đi. Cụ nga cũng chuẩn bị đi xì ở dưới. Ôi cụ ơi. Thôi cụ ơi. Thôi cụ ơi. Đi đâu? Cụ cất đi. Cụ cất đi thôi. Cất đi thôi. Không cụ ơi. Cất đi thôi. Như là già rồi không thể đi xì nữa đâu. Nha cụ nha. Không phải đi xì đâu cầm này. Các cháu. Không. Thôi cụ ơi. Sao không? Mừng mà ai mà chả thế. Này. Tiền tôi ghép vào đây rồi. Bây giờ có 102 thôi. Sống 10 năm nữa. 10 năm thì xuống đất đâu. Không. Đoạt giải chứ xuống đất. Phải đoạt giải chứ. Cô phải cố gắng phải đoạt giải. Không đoạt giải cả nước thì đâu? Phải đoạt giải tỉnh như huyện xã vậy. Đặt cháu vào đây nha. Đi cháu đi nha. Cháu tưởng cô ở dưới nhà chú Minh cơ. Cháu đi nhá. Ôm tí nào, ôm cô vào. Rồi, cắt tóc. Đấy là tôi có quay đấy. Quay video lên làm một cái ấy. Để quay những cô, mấy trăm cô đi. Đi cháu đi nhá. Đi có đời tiện. Cháu về nhá. Vâng. Hai
sao ở nhà nào mà đi chặt đấy đi đây làm sao biển ơi cái con gấu này có cái cục không nhiều nhiều biết nhau nào thì không xong nhau đi dưới nhau nào thì nhiều bánh kẹo này không gì không nhiều viên chứ không có cái này nhau nhiều viên viên thì không được ghi vào sổ vào về có lấy chưa văn lấy chưa còn cũng hát nhớ chưa Thảo ơi, kẹo lên bàn chọn Thảo ơi, lấy cái chị, đấy, phái đoàn bây giờ đến nhà bác Trạm rồi nhá. Không được cơm mà rồi các bảo rồi bác bảo rồi các bảo rồi mày thấy mà phải nháy thành tí các bảo rồi đâu cho anh cái nước này không nhìn nói từ sáng bây giờ để tao lên sơ mà đêm nè cháy rồi bác ơi cháy rồi mà Nhím ơi, em bình hôm nay em mệt nên là em không đi. Cũng có ra. Cháu nhà mình là con đi được cái kẹo của con. Thằng mua đi. Mùng 10 cháu đi báo là đi công nhận gì hết mà. Trông có mưa đá. Ông giàu lắm.
gì anh? Bà thu như là trong nhà giúp ấy. Cháu thu trong nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bưởi sáu đầu ấy. À thế à? Vâng. Cháu trồng trên nóc nhà ấy. Dạ, cứ lên nóc nhà. Đấy, phái đoàn bây giờ đang ở bên anh Tùng và chị Hoa. Trồng ở trà. Trồng ở trên nóc nhà. Cháu ăn đi, cái này gì đấy ăn? Đây, nước đây. Nhớ, kia. Cái kia, ngồi đây. Đây, nước. Đây, cạnh kia. Nó trả lời luôn không bà này nè. Sao ông này gọi cháu bằng mày? À, thế thì ông cháu ở nhà gọi cháu bằng gì? Ông thì bảo bố. Ông cháu có nhà không chứ? Ông trường bảo đấy. Con thế là ai dạy mình đấy? Thế nó gọi nó không đến đi chứ không con thì con đến thì chạy một hỏi bố một. Nó mới gọi bố, nó mới gọi chú tê. Hai chín tê nó gọi nó gọi tê. Nên chẳng có gọi mình không khác gì đâu. Mà cái gì mà chê cả? Nhiều tiền nó cũng khép kín cả, nó lại muốn là ra cái chỗ mà nó tẻ thì nó lại còn đá được về sau đây một cái nhà tiếng Nga của ai ra mà xấu hổ ra ô được mà thì chơi nhau không hay rồi cậu quay đi rồi quay đi rồi những cái hôm lên chụp ảnh thế vẫn đá vẫn tẻ sao thế đại gia đình nhà ta là sang năm mới là mạnh khỏe này, làm các cháu cũng là lo mày cái này là nhỏ ai xấu là thu nhập râu cháu cái học đấy bao nó bảo con nhóc con kìa đó đi đâu đó 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 nó nào tao làm này thằng kia nó cứ đi ra như này là không được bỏ đấy đúng không đấy người đơn giản nghĩ chị như thôi còn em thôi là phái đoàn bắt đầu đi di chuyển về trên Hà Lam rồi nhóm ngon cái gì